7 ngày sắp tới, mùng 8 đến 15 tháng 10 âm lịch, ba con giáp trúng số cực đậm, bất ngờ đổi vận, tiền tỷ cầm tay, vàng nhét chật két. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, sức khỏe luôn dồi dào, làm ăn phát đạt, mọi sự đều thành công và suôn sẻ. Tuy nhiên, không phải ai mong cầu cũng được như ý muốn. Trong cuộc đời sẽ có những con giáp gặp nhiều may mắn và có những con giáp không tránh khỏi đại hạn do bị sao hung tinh chiếu mệnh mà tài vận bế tắc, kiếm tiền gian nan, vất vả, thậm chí cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, không thể than trách được ai. Có con giáp còn có khả năng gặp phải đại hạn mà mất trắng tiền bạc, nhà cửa, gia đình đều tiêu tán. Thế nhưng, đó không phải là những con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn chúc mừng ba con giáp gặp may mắn trong 7 ngày tới đây. Vận số may mắn, lộc lá, tề tựu, quý nhân tương trợ, thần tài xót lộc vào nhà. Nên ba con giáp may mắn này sẽ có của nải chất đống, cứ thế mà phát tài. Cuộc sống từ nay trở về sau cứ phất lên như diều gặp gió. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu xem đó là con giáp nào trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Tý. Trong số 12 con giáp, chuột được coi là con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Xem tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 của tháng sẽ gặp được rất nhiều may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ đạt được những bước tiến đáng kể nhờ có sự xuất hiện của tam hội mang tới không ít trợ lực cho bản mệnh. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự nghiệp của những chú chuột trong tháng này, khi bạn sẽ nhận được những sự trợ giúp kịp thời và hữu ích của người bên cạnh. Từ đó, có thể khắc phục được những khó khăn còn chưa giải quyết suốt thời gian qua. Con giáp này đưa ra được nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo, hữu ích cho tập thể, khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ. Có thể thấy sự mới mẻ và đột phá đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của những chú chuột thời điểm này. Bên cạnh đó, cũng có nhiều việc vốn dĩ đã được tiến hành sập khuôn theo lối mòn từ rất lâu, bạn cần phải được cải thiện để có những bước đột phá. Cùng lúc đó, có sao tả phù giúp sức, bản mệnh cũng có thể nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp vì đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Hãy tự tin và tiếp tục cố gắng hơn nữa, mọi công lao của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. Tuy nhiên, nguyện lệnh lâm tuyệt ở Tý báo hiệu sự nghiệp của con giáp này có dấu hiệu tiểu nhân hãm hại, muốn ổn định làm tốt công việc của mình cũng không xong. Có lẽ chính vì bạn thể hiện quá xuất sắc nên rơi vào tầm ngắm của kẻ ghen ghét, đố kỵ. Lại thêm thiên quan ngáng trở càng nhắc nhở mệnh chủ cần chú ý cẩn trọng nhiều trong lời ăn, tiếng nói, cũng như trau chuốt hơn trong những việc mình làm để có thể có kết quả tốt nhất. Tránh để những kẻ ghen ghét có những lời gièm pha, cho rằng bạn được ưu ái chứ không thực sự có khả năng như bạn đang thể hiện. Cho nên, làm gì tuổi Tý cũng cần tỉnh táo và thận trọng. Không quản chuyện bao đồng, không nghe những lời xu nịnh, ám muội sẽ tránh được một vài rắc rối cản trở con đường phát triển, sự nghiệp. Tài vận trong tháng không có nhiều biến động, song điều đó đồng nghĩa với việc các kế hoạch cải thiện thu nhập của mệnh chủ vẫn chưa thực sự suôn sẻ như mong muốn. Hơn nữa, trong tháng có điểm tiểu nhân quấy phá, bạn tốt nhất nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt vì tin người một cách ngây thơ. Nhưng xét về đường tình duyên, tử vi tháng 10 tuổi Tý cho thấy Bách Việt là cát tinh chợ đào hoa đang ở bên, nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng nhiều biến chuyển theo hướng tích cực. Cát thần này đặc biệt tốt cho những người độc thân có thể sống tìm được người tâm đầu, ý hợp sau thời gian dài mong mỏi.
Có thể cả hai vẫn còn phải trải qua không ít khó khăn và trắc trở nữa mới có thể hạnh phúc bên nhau. Nhưng có hề gì nếu trái tim hai bạn luôn hướng về nhau và dành cho đối phương sự tin tưởng, ủng hộ tuyệt đối. Tình yêu có sức mạnh rất kỳ diệu, nó giúp cho con người ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và những chú chuột đang cảm thấy rất rõ điều này khi tình cảm thăng hoa mang tới cho bạn động lực cố gắng lớn lao. Hãy trân trọng từng ngày sống trong tình yêu. Tuổi Sửu. Trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều mơ ước, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Xem tử vi 7 ngày tới của người tuổi Sửu, điểm sáng lớn nhất của con giáp trong tháng này đến từ tình hình tài chính khi được tài tinh chiếu mệnh. Thực thần trao cho bản mệnh những cơ hội kiếm tiền không nhỏ. Tài lộc của những chú trâu đang trên đà khởi sắc rực rỡ, nguồn thu đến cả từ chính tài và thứ tài. Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể nhờ tới sự trợ giúp của người thân, bạn bè để mở rộng quy mô và nguồn vốn đang có, từ đó thu về khoản lời khá lớn. Người làm kinh doanh tìm kiếm được những mối làm ăn hứa hẹn. Chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, quyết tâm thực hiện kế hoạch, tiến về phía trước, thì bạn có thể chinh phục được mọi thách thức mà cuộc sống và công việc đặt ra. Nếu ai đang có kế hoạch khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh hay triển khai đầu tư, đều có thể tiến hành vào những thời điểm này là khá phù hợp. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trong các dự án mới, đặc biệt là ở lĩnh vực bạn chưa thực sự quen thuộc. Tốt nhất là nên bắt đầu bằng những thứ thật nhỏ, rồi đợi tới khi chúng lớn dần lên, bạn cũng đã quen với môi trường đó, thì chẳng có gì là phải lo ngại. Những ai làm ăn nhỏ, tuy không thu về khoản lợi lớn như những người khác, nhưng về cơ bản, lúc này khá rủng rỉnh tiền tiêu. Đối với kế hoạch lâu dài thì không phải lo lắng gì nhiều. Xem phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng trung cung gặp thất xích, chủ về tranh chấp. Điều này đồng nghĩa là chuyện làm ăn, buôn bán, có kẻ ngáng đường, gây chuyện thị phi, tranh cướp. Tuy nhiên, trong thời điểm này, sự nghiệp của tuổi Sửu lại không được hanh thông như đường tài lộc. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy bạn có thể gặp phải ngăn trở trong sự nghiệp bất cứ lúc nào, thậm chí mọi thứ còn dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ sự đột phá nào. Dù không thể phủ nhận, những chú trâu đã rất cố gắng, rất bền bỉ, cũng đạt được những thành quả nhất định nhờ sự quyết tâm và nỗ lực của mình. Nhưng so với mục tiêu bạn đề ra thì mọi thứ vẫn còn xa. Tuổi Dần. Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Xem tử vi cho thấy, những người tuổi Dần sẽ chào đón những ngày tới với không ít thách thức và cả cơ hội mới đi kèm. Đừng quá lo lắng, sự tự tin và nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ đem về cho bạn những gì mà bạn mong muốn. Hãy nhớ rằng, người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại. Nhờ được nhị hợp quý nhân nâng đỡ, công việc có những khởi sắc nhất định so với tháng trước. Cát khí lan tràn, mọi việc tiến hành thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa, mở ra con đường thăng quan, tiến chức. Cát thần này còn mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, con giáp này đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với đồng nghiệp và cấp trên. Nói là làm, những chú hổ không mấy khi cần được người khác phải thúc giục. Lại thêm chỉnh ấn xuất hiện là cơ hội để con giáp này bắt tay vào hành động. Thay vì suy nghĩ chần chờ, thiếu quyết đoán thì hãy tính toán thật nhanh và có hành động thích hợp ở thời điểm phù hợp. Việc nắm bắt cơ hội kịp thời sẽ giúp bạn thành công. Ở thời điểm này, thay vì suy nghĩ chần chừ, thiếu quyết đoán thì hãy tính toán thật nhanh và có hành động thích hợp ở thời điểm phù hợp. Việc nắm bắt cơ hội kịp thời sẽ giúp bạn thành công. Tài lộc trong tháng ở mức khá lý tưởng, không đến mức dư thừa nhiều nhưng cũng không tới nỗi túng thiếu. Chuyện đầu tư kinh doanh vẫn mang về những thành công bước đầu. Với sự giúp đỡ từ quý nhân lục hợp, các cơ hội kiếm tiền của con giáp này dần gia tăng. Lại thêm sự giúp đỡ từ gia đình khiến bạn có một tháng thảnh thơi hơn. Với người làm kinh doanh, sự nhạy bén là lợi thế không nhỏ giúp túi tiền của bản mệnh ngày càng rủng rỉnh hơn nhiều. Sự độc lập và tự tin giúp cho những chú hổ từng bước chinh phục được khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.
Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, mệnh chủ sẽ kiếm được tiền từ những dự án có liên quan đến bất động sản. Có thể thử cân nhắc đến chuyện đầu tư mạo hiểm, song đừng vì thấy vận thế tốt mà làm liều. Cần xem xét các yếu tố chủ quan và khách quan trước khi quyết định, chưa chắc liều đã ăn nhiều. Tuy nhiên, nguyệt lệnh Lâm Tử nhắc nhở bản mệnh trước khi dùng tiền, cần có sự tính toán kỹ càng, tỉ mỉ thì mới có thể thu lợi về cho mình. Một phút sơ sẩy cũng có thể khiến bạn đánh mất hết những gì mà bản thân đã tích cóp và cày kiếm bấy lâu. May mắn là vận trình tình cảm của bạn cũng đang diễn ra hết sức êm đẹp nhờ ngũ hành tương sinh, không có điều gì phải lo lắng, hầu như không thấy dấu hiệu tranh cãi, bất hòa trong gia đình. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái được cải thiện đáng kể. Dù vậy, bạn cũng nên dành thêm thời gian cho gia đình. Có vẻ thời gian qua bạn đã quá bận rộn cho công việc. Trong khi đó, người độc thân được thiên đức cát thần xe duyên có thể gặp được người trong mộng trong tình huống bất ngờ. Với người đã từng bị tổn thương trong tình yêu, đây là dịp tốt để mở rộng trái tim, đón nhận tình cảm mới. Hãy cho đi và bạn sẽ nhận lại những điều xứng đáng. Tử vi tháng dự báo sức khỏe của bạn khá ổn định. Chỉ cần duy trì tâm lý thoải mái, suy nghĩ lạc quan thì dù có bệnh tật cũng sớm hồi phục. Chú ý cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tránh khiến cơ thể lao lực. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.